I asked him. A dolphin? I mean, your mommy, your baby can't breathe in here. Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với chương trình của Mẹ Việt ở Thụy Sĩ. Hôm nay gia đình mình đi đến sở thú của trẻ em ở Rapperswil, Thụy Sĩ đây cả nhà ạ. Sở thú này trước đây đã đóng cửa một năm để trùng tu. Ngoài ra cộng thêm là cái thời gian Covid, cái sở thú bị đóng cửa nữa. Cho nên là kỳ này là coi như là đã 3 năm rồi mình chưa quay lại cái sở thú này. Cho nên là mời cả nhà cùng với gia đình của Mẹ Việt ở Thụy Sĩ đi xem coi sở thú trẻ em Kinder Zoo ở Rapperswil, Zurich có gì mới, có gì hay không cả nhà ha. Giá vé ở đây là khoảng 22 franc cho một người lớn và trẻ em từ 4 tuổi trở lên là giá vé 8 franc cho một bé. Thì cả gia đình mình là đi là 8 lần 8 với 8 là 16, 16, 22, 44, 44 cộng cho 16 đồng nữa là 60 franc. 60 franc cho cả một gia đình đi vào sở thú Kinder Zoo của Rapperswil cả nhà ạ. Ở đây họ có hươu cao cổ, có voi, có lạc đà, tất cả các con thú rất là dễ thương, dê, heo. Hồi xưa thì khi mà mình vào đây thì các bé được cho các con thú ăn miễn phí. Tức là chỉ cần xếp hàng và lấy đồ để mà cho các con thú ăn thôi. Nhưng mà sau cái đợt Covid này thì không biết làm sao. Cho nên là bây giờ mình sẽ tham khảo ha cả nhà ha. Tòa nhà này là họ mới xây nè cả nhà ạ. Hồi xưa nó là cái nơi tổ chức Sihun Show, tức là cái show biểu diễn của những con hải cẩu. Nhưng mà bây giờ thì họ làm cho nó thành một cái kiểu giống y chang là một cái nhà hàng, và cái kiến trúc giống như là những cái tòa nhà ở Tây Ban Nha. Và cái nhà hàng này phục vụ những cái món ăn của giống y chang là Mexico. Nhưng mà nói chung là bây giờ cái khu này họ có làm mới nè cả nhà, nhìn nó khác hẳn ngày xưa một xíu. Ai mà chưa từng đi hoặc là sau đợt Covid nghỉ quá lâu mà chưa từng đi thì có thể tham khảo video này và nhìn thấy sự thay đổi của Kinder Zoo Rapperswil. Pony ride for from 10 to 5, so anytime and maybe. What do you got for money? Lúc mình đến sở thú là vừa đúng lúc mà ở đây họ đang có cái thời gian cưỡi con pony từ 10 giờ cho đến 5 giờ. Thì cho nên là mình sẽ cho các bé xếp hàng cưỡi pony cả nhà ạ. Cho các bé có những cái trải nghiệm dễ thương về cưỡi những con vật ở đây. Cái cưỡi pony này là 4 đồng cho một lượt. Cưỡi pony này là dành cho bé cỡ dưới 30 kg. Và ngày xưa thì không phải là cưỡi ở khu vực này, cưỡi ở khu vực khác cả nhà ạ. Yeah. Okay, bye May, have fun. Fiona. Wow, okay. It was a cool ride. It was a cute ride. Yeah, you like it. Now let's go. Mommy, this was so cute. Mm-hmm. You ride a horse. This is the coolest horse in the world you ride. Sau khi cưỡi ngựa xong thì ở bên lạc đà các bạn cũng có thể cho các bé chuyển qua cưỡi lạc đà từ lúc 9:45 đến 10:15 là có một chuyến dành cho một số tốt các bé trong khoảng thời gian này.
Còn nếu không thì các bạn có thể cho các bé đi cái tuyến từ 2:45 đến 3:15, hoặc là cái tuyến trễ nhất là từ 4:45 đến 5:15. Ngày xưa thì ở đây các bạn xếp hàng để mà cho lạc đà ăn, thì các nhân viên làm việc ở đây sẽ cho các bạn cà rốt để mà đem cho lạc đà ăn. Còn bây giờ thì các bạn phải đóng tiền là khoảng 4 franc và các bạn có thể cho các bé cưỡi lạc đà. Và ở đây thì cái tuổi giới hạn là ít nhất là bé phải từ 6 tuổi trở lên. Cho nên là bé May thì đều đủ tiêu chuẩn để vào để cưỡi lạc đà. Hi May. Martin. Komm auf die Sitte. Ah. Good. Cái tượng con cá này coi như là có rất là lâu ở sở thú rồi cả nhà, trên 50 năm có rồi đó. Nó giống như là biểu tượng của sở thú luôn đó cả nhà. Cho nên là mình không có thấy họ thay đổi cái tượng này. You haven't seen the dinosaur. Let me go inside. Okay. Dinosaur still there. Ở sở thú này, ngay tại những cái kiosk bán đồ của nhà hàng thì các bạn cũng có thể mua thức ăn dành cho các cái con thú. Tất cả nhà ạ, các bạn có thể pet, tức là nựng những cái con dê, con cừu và cho những cái con này nó ăn nữa cả nhà ơi. Cho nên là bây giờ cả nhà mình sẽ mua ở đây và tiện thể thì ngồi nghỉ một hơi. Ở đây có bán đồ ăn, thức uống, các đồ ăn vặt cho các bé để các bé nghỉ ngơi một xíu rồi mình sẽ đi tiếp nè cả nhà. Đây là khuôn viên để mà các bạn cho các con vật ăn nè. Ở đây có dê, có cừu, họ cho vào một khuôn viên riêng, không có lẫn lộn bên ngoài. Và những cái con này rất là thân thiện, cả nhà cứ thể là cho các bé đồ ăn ở trên cái lòng bàn tay và xòe bàn tay ra để cho các con này nó ăn cả nhà ạ. If the kids have the bag, they'll take it. Jack, you want some? No, Jack, you want to feed them? Oh my God, they eat so much! Okay, let's move on. Daddy, can I also lift it up? Now move on to the next one. Dad, I promise we're almost there. You have a lot. Ngoài ra thì ở đây còn có show của biểu diễn của mấy cái con két nữa, nhưng mà vì hiện tại Covid và cấm tụ tập ở bên trong hội trường với cái số lượng đông người, cho nên là cái show này vẫn chưa được biểu diễn, nhưng mà mình hy vọng là sau này nó sẽ được mọi người có thể được vô hội trường và được xem các biểu diễn cả nhà ạ.
Bây giờ thì mình đi dạo một vòng để xem coi Kinder Zoo, Rapper's View còn những gì nữa nha cả nhà nhé. Mời cả nhà theo chân mình ạ. Ở đây có một điểm nữa là ở trước cổng, gần cổng vô ra của sở thú thì các bạn có thể tìm thấy những cái đồ của mình thất lạc ở đây. Thí dụ như trong thời gian chơi và các bạn làm rớt đồ thì ở đây người ta sẽ treo lên ngay cái khu trước cổng ra vào. Các bạn có thể tự lấy của mình và ngoài ra thì có thể mua một cái gọi là đồ lưu niệm, cái món tiền lưu niệm bằng cái hình con voi của sở thú với giá 3 đồng cả nhà ạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi chương trình của Mẹ Việt ở Thụy Sĩ. Hôm nay cả nhà cùng với gia đình của Mẹ Việt ở Thụy Sĩ đi tham quan Zurich, đi tham quan Rapper's View Kinder Zoo của Thụy Sĩ. Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ mình bằng cách bấm nút yêu thích hoặc chia sẻ. Nếu mà bạn chưa có đăng ký chương trình YouTube Mẹ Việt ở Thụy Sĩ thì vui lòng bấm nút đăng ký để tiện việc theo dõi tất cả các video clip cũ và mới và để ủng hộ mình. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.